Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thường trực Ban Chỉ đạo nhất trí phấn đấu đến hết năm 2020, kết thúc điều tra 5 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 1 vụ án, xét xử sơ thẩm 6 vụ án, xét xử phúc thẩm 5 vụ án và kết thúc xác minh xử lý 12 vụ việc theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Khẳng định những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua là rất tốt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần phải sớm tổng kết rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là bài học không chỉ cho một, hai nhiệm kỳ mà cho lâu dài. Đồng thời nhấn mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn phải đẩy mạnh đấu tranh với sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.